có lối, ai vào thấy chưa? Anh hỏi á thì mỏng xin thứ, vườn hồng có lối nhưng mà chưa ai vào. Trời ơi, sao mà dễ dãi như vậy? Sao mà để mình yếu mềm như vậy? Mình cứ đi tìm kiếm một ai đó để thỏa lấp cái sự cô đơn của mình, sự trống trải của mình, mà trong khi mình vẫn còn những cái đổ vỡ, những cái vụn nát ở trong lòng mình, cái tâm của mình, cái suy nghĩ của mình, cái đầu óc của mình như là một mớ xà bần vậy đó, nó hỗn loạn. Nhưng mà mình lại mời người khác vào trong đó để rồi lại tiếp tục hứng chịu những cái bi thương, những cái buồn tủi cô đơn, tội nghiệp cho chính mình lắm quý vị à. Cho nên ca sĩ Đăng Phong á có câu hát như thế này: em ơi anh chẳng muốn sống đời vẻ vang, đời lên voi xuống chó, danh vọng hoặc bể bàn. Tức là đôi khi một lúc nào đó mình cũng chẳng ham muốn những cái điều mà người khác ngưỡng mộ nữa, bởi vì mình hiểu ra một điều: đời lên voi rồi cũng xuống chó, danh vọng đó rồi cũng bể bàn đó. Quý vị ở đây là những người đã từng thành công chưa? Đã từng có khoảng 100 triệu đô la trong tài khoản chưa? Chưa. À, có khoảng 10 triệu chưa? Chưa. Chưa luôn hả? 1 triệu? Chưa. Ai im lặng là chắc có đó. Rồi chúng ta có được một cái business, một cái nơi kinh doanh làm ra tiền. Rồi chúng ta có một cái tình cảm, một cái người yêu thương mình hết lòng, hết mực. Mình đi đâu anh cũng gọi, anh hối nhưng mà hối giặt vậy đó. Rồi anh nấu ăn ngon, anh chờ mình về. Rồi mình có được một cái đứa con yêu thương mình bên cạnh mình. Rồi đùng một cái nó nói: mẹ ơi, bây giờ con không có ở được với mẹ nữa, con lên đại học rồi, con phải đi tiểu bang khác, đi cái nơi xa, ở đây lạnh lẽo quá, con cũng é quá, con tiếng hoài không ra, nên con ở nơi khác thôi, con kiếm được cái tình yêu của con thì sao? Mình nghe tự nhiên đứa con mình yêu thương nhất, mình nghĩ rằng nó sẽ sống với mình, ấy vậy mà vì cái tương lai mà nó cũng rời mình nó đi. Rồi chúng ta lại hẩm hiu, lại buồn, lại tủi. Tất cả những cái chuyện đó trên cuộc đời này nó xảy ra trong vòng tích tắc mà thôi quý vị à. Ở đây quý vị có chơi stock không? Chơi chứng khoán không? Thì mình chơi rồi mới thấy nha, nó lên nó xuống trong mặt luôn. Sau một đêm thôi, tất cả mọi thứ rồi nó đổ vỡ hết. Nó thay đổi một cách đột ngột và mọi thứ có thể sụp đổ trong bất kỳ nơi nào. Nội mà cái hơi thở của mình thôi đó, mình tưởng chừng nó bình thường đúng không? Ai mà không thở sư, hít vào thở ra là cái chuyện rất bình thường. Nhưng mà có những cái giai đoạn nào đó trong cuộc đời của chúng ta, mình thấy á, trong những cái trận Covid vừa rồi đó, phải bỏ tiền ra để mua hơi thở, phải mua từng cái bình oxy để giữ cái hơi thở, giữ cái sự sống. Lúc đó chúng ta mới biết trân quý cái hơi thở vào ra. Đôi khi chúng ta có sức khỏe, có đôi chân, có được cái tương lai như thế này, chúng ta không biết trân quý. Đến khi mất rồi chúng ta mới giật mình thức tỉnh. Nhưng mà không sao, quan trọng chúng ta còn niềm tin, còn nghị lực, còn có một cái điểm tựa để quay về, thì chúng ta vẫn tiếp tục phải sống bằng cái niềm tin đó. Cho nên sư với lúc nào cũng tự nói với lòng mình rằng: ăn có thể nửa buổi, ngủ có thể nửa giấc, nhưng đừng bao giờ đi nửa đường lý tưởng. Quan trọng chúng ta có mục đích, có lý tưởng. Quý vị khi mà đặt chân đến nơi xứ người này, nơi cái vùng đất này, chúng ta có ước nguyện gì, cái lý tưởng gì, cái ước mơ gì? Chúng ta giúp đỡ người thân của mình ở bên Việt Nam, hoặc là giúp đỡ những người khó khổ. Mình còn nhỏ, mình ước mơ là mình lớn lên, mình có thật nhiều tiền, mình thành công, mình trở thành một người giàu có. Nhưng mà xui cái lớn lên nghèo, nó giúp được ai hết. Chúng ta có ước mơ, có lý tưởng thì phải theo đuổi mục đích đó. Đừng để những cái chuyện vặt vãnh, phiền lòng, phụ bạc, yêu thương, tình cảm của ai đó, để rồi mình gục ngã, mình mất đi cái lý tưởng, mục đích của đời mình. Cho nên người ta chết, người ta kết liễu cuộc đời họ, hoặc là người ta tìm đến cái sự tự tử ấy, không phải vì người ta không có cái mục đích hay lý tưởng hay ước mơ đâu, mà chỉ vì người ta không còn tin được chính bản thân mình nữa. Người ta quay lưng với chính mình và người ta tự phụ với những gì mà người ta đang có.
Cho nên họ bất mãn, họ đau khổ, họ không tìm ra được hướng đi. Cho nên vì vậy mà họ mới kết liễu cuộc đời mình. Cho nên nếu có một niềm tin nào đó để đủ sức vượt qua tất cả, thì đó chính là tin vào chính bản thân mình, quý vị. Rồi đây sau cơn mê, sông cạn lại thành dòng, xuôi về ngọt quê hương. Mười ngón tay em dài, vung cuộc tình thật đầy, mơ toàn chuyện trên mây. Còn tôi như cánh chim, ngỡ vui nên bay xa, sẽ trở về ăn năn, tôi sẽ ươm thật nhiều trái yêu thương đầy cành, hái đem cho mọi người. Cái trái tim này bây giờ đã ấm áp trở lại, cái đôi môi này đã biết cười trở lại. Có những nỗi đau á, tự mình phải chấp dứt. Có những nụ cười á, tự mình phải tìm lại, quý vị. Tự mình phải biết yêu thương mình một chút, phải biết sưởi ấm lại trái tim mình một chút. Cho nên sau này á, chúng ta có qua đời, có nằm xuống á, người ta hỏi mình sẽ đi về đâu, mình trả lời một câu thôi, không cần phải đi về đâu cả. Nếu có một nơi để đi về là đi vào trong trái tim của tất cả mọi người, quý vị đồng ý không? Đi vào trong trái tim của những người đang sống mới thật sự là cái nơi để chúng ta có thể đi về, để có thể sống mà không thổ thản với lòng mình. Và được như vậy mới xứng đáng là cái tinh thần của cái người con Phật. Cả đời này cứ học cách bỏ buông, thứ muốn buông chẳng thể nào buông được, thứ muốn giữ nếu ghì chăm vết xước thì cuối cùng vẫn tuột khỏi tầm tay. Cả đời này chơi với giữa trả vay, yêu thương đó rồi đến ngày phai nhạt, lưu luyến lắm vẫn rời xa bất chợt, hết nợ rồi có phải sẽ chi ly. Cả đời này ta học cách quên đi, càng cố gắng tim càng ghi sâu đậm, bảo không nhớ mà lòng luôn chìm đắm, càng ngọt ngào càng cay đắng phải không? Cả đời này mà chẳng ước mong được hạnh phúc, không ưu phiền ngang trái, bình yên ấy khổ đau ta nếm trải, trái ngọt bùi đánh đổi giọt mồ hôi. Nên người à, ta cứ mặc đời trôi, qua sóng gió sẽ tới ngày bình lặng, sau cơn mưa sẽ nồng nàn tia nắng, giữ tâm mình an tịnh thì cuộc sống tức khắc sẽ thảnh thơi. Cho nên Đức Phật á, ngày nhắc chúng ta như thế này, sự chấp trước của ngày hôm nay sẽ chính là cái niềm hối hận trong ngày mai. Những cái ăn oán, cái đau khổ, cái giận hờn với hiện tại, chúng ta tưởng rằng mình là trượng phu, là quân tử. Em một khi em ghét thì thôi, em ghét là em ghét tới chết. Em thù thì thôi, mà em thù là phải là quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Em ghim thì thôi, mà em ghim là em ghim tận thấu cái tâm can của em. Rồi để được gì, quý vị? Cái sự chấp trước, đau khổ, giận hờn, sự cạch mặt, sự từ mặt người thân của mình, để rồi được gì? Chỉ toàn là những tháng ngày mà sống trong sự hoài nghi, sự giận hờn, sự hơn thua và ích kỷ. Bởi vì chúng ta vội đến vội đi, rồi vội nhạt nhòa, vội vàng sum họp, vội chia ly. Bao nhiêu bao kiếp bao đời rồi vẫn vội. Khi vui thì vui ngất, khi buồn thì buồn hiu. Muốn ưa thì tạo sắm đủ điều, rồi khi chê chán thì bỏ liều như chơi. Khi mà yêu một cái thì hẹn thì thề, anh em hai người nắm tay nhau ra shopping mall mua sắm tùm lum hết. Anh thích cái gì em chiều anh cái đó. Em thích cái gì em cứ mua đi anh trả. Tức là cái tình cảm ngọt ngào mặn nồng, đến khi giận hờn sân si hiểu lầm nhau một chút là phá vỡ tan nát hết. Cái tivi, cái tủ lạnh, cái máy giặt, rồi những cái gì mình góp nhặt, mình mua, mình sắm để mình tô đắp cái mái ấm, cái hạnh phúc, cái ngôi nhà này, hai người lạnh nhạt với nhau, coi thường nhau, từ bỏ hết tất cả mọi thứ. Có những người đau lòng nữa, ly dị rồi đem hai cái xe qua chở,
đồ của anh, đồ của tôi mạnh ai nấy lấy. 1 phút 30 giây bắt đầu đau khổ quá, bi thương quá. Thì như vậy chính cho bản thân của chúng ta không biết cách xử lý khổ đau, không biết cách yêu thương một cách có tỉnh thức. Chúng ta cứ yêu vội, yêu vàng, yêu nồng nhiệt, đến khi mà lạnh nhạt rồi thì bạc bẽo, là oán, là hận, là bi thương cả một đời. Cho nên cái sự chấp trước ngày hôm nay chúng ta phải chợt mình tỉnh thức. Có những thứ buông bỏ được thì cứ buông cho nó nhẹ lòng, tha thứ được thì cứ tha thứ mà thôi. Và được như vậy, đó chính là cái tâm của người con Phật, đó là cái trí của bậc đại hùng, đó là cái sự trượng phu, cái quân tử, đó chính là cái lòng từ bi của nhà Phật đó quý vị. Cho nên dưới cùng một bầu trời, người đớn đau, kẻ hạnh phúc. Dưới cùng một kỷ niệm, người suốt đời nhung nhớ, người thì vội lãng quên. Chứ để lòng làm chi? Để rồi mình lại nặng lòng. Các vị ở đây có từng bị nặng lòng không? Đôi khi mình mang 2-3 kiện hành lý về Việt Nam nó không nặng, mà mình mang cái lòng nó nặng á, thì cái quãng hành trình, cái con đường mà mình về Việt Nam 20 tiếng hay là 15-30 tiếng á, nó đau khổ, nó tức tối, mà nó ngồi giống như ngồi trên đống lửa. Mình nghe cái tin của đứa em của mình, nó cờ bạc, nó rượu chè, nó nghiện ngập, rồi nó đổ nợ, rồi mình phải về để mình giải quyết cái một mớ hỗn độn bồng bông đó. Hoặc là mình nghe một cái người thân của mình qua đời, mình ngồi trên cái máy bay mà cái giọt nước mắt của mình nó cứ tuôn, nó cứ rơi, nó cứ đau khổ, nó cứ bao nhiêu cái kỷ niệm nó ùa về. Thì người ta gì? Cái hành lý bây giờ nó không còn là nặng nữa, mà cái lòng mình nặng. Cho nên mình đi đâu mình cứ tưởng rằng là khi mình buồn thì mình cứ kiếm một nơi nào đó để mình đi vacation, đúng không? Mình đi chơi du lịch đó, để cho nó thỏa cái đầu óc của mình. Nhưng mà không đâu. Trước khi đi quý vị phải để cái nỗi buồn ở nhà, phải để cái quá khứ, cái đau thương ở nhà, thì mình đi đâu á mình mới cảm thấy vui. Chứ còn mình đi mà mình mang theo cái nỗi buồn á, cái đau khổ đi theo á, thì đi đâu nó cũng buồn cả. Đi mà như cái xác không hồn, người buồn cảnh có, vui đâu bao giờ là như vậy quý vị. Cho nên người ta nói á, cái người mà thất tình á, thấy hai con chó chạy ngang thôi á, cũng ganh tị nữa. Sao mà hai con chó thôi nó cũng có hạnh phúc, cũng có cặp có đôi, còn mình sao đau khổ buồn tủi dữ vậy. Cho nên mình phải tự nhìn ra được rằng tự mình phải là ngọn đuốc cho chính mình, tự mình phải thấy rõ cái con đường đi đó. Quý vị đi cái Google Map á, chúng ta thấy á, mình nói ô thôi chị mở cái điện thoại lên, cái map lên chị để trước mặt em nè, có gì em đi cho em nhìn thấy rồi em đi, chứ chị đâu có cần, chị cầm cái điện thoại mà chị nhắc quẹo trái nha, đó quẹo phải nha, vô cái exit 30 nha, vô exit 15 nha, và cái đùng một cái gần tới rồi tay mình kêu mình vô exit, mình nói là mình đang xúc luôn cái chữ exit gì nữa. Thì tức là gì? Mình không có an tâm, mình không có tự tin được trên cái tay lái của mình, bởi vì mình lái bằng cái sự điều khiển của người khác, mình lái bằng cái thông tin của người khác cung cấp cho, rồi nó dẫn đến cái sự nguy hiểm. Nhưng mà chính mình mà nhìn cái map, nhìn vào trong cái điện thoại, mình biết được cái đường đi rồi á, thì mình không còn lo sợ nữa. Và trong cuộc đời chúng ta cũng như vậy á, chúng ta đến một lúc nào đó mình mới ngộ ra cái mái hiên của người khác á, có to lớn đến đâu cũng không bằng chiếc ô của riêng mình. Đồng ý không quý vị? Cho nên tự mình phải xây dựng được cái điều đó. Tự mình là hải đảo tự thân cho chính mình, và tự mình phải là người tự mang lại hạnh phúc cho chính mình, chứ không ai mang lại hạnh phúc cho mình cả. Họ có mang đến rồi họ cũng sẽ lấy đi điều đó một cách rất là dễ dàng. Khi mà họ lấy đi rồi thì chẳng lẽ mình đau khổ ngày này và tháng nọ hay sao? Cho nên người thật lòng luôn là người đau lòng là như vậy. Sống thật tâm quá, và sống đôi khi chính những cái điều đó mà khiến mình suy nghĩ nhiều. Người ta nói ở hiền gặp lành, em ở hiền muốn chết, mà sao em gặp toàn là chuyện gì đâu, em gặp ai cũng toàn là cô hồn các bạn. Em gặp ai tâm em thiện mà cái miệng em hơi hổn chút xíu thôi, đôi khi mình trách mình thờ như vậy đó. Nhưng mà không sao, quan trọng mình gì,
mình có cái tâm thiện là tốt rồi. Còn có những cái lúc mà trong cuộc đời, những cái hoàn cảnh không sao cả. Cho nên cái hay của những đứa thần kinh là làm cho mấy đứa thông minh phải ú ớ. Nên người cố gắng hết sức để làm cho mọi người hạnh phúc nhất thì thường á lại là cái người ít hạnh phúc nhất. Quý vị đồng ý không? Cho nên hồi trước á, mắt không chứa nổi một hạt cát, nhưng mà giờ đây có thể đựng cả sa mạc ở trong lòng. Đôi khi chúng ta có thể băng rừng lội núi, chúng ta băng qua bao nhiêu con suối, bao nhiêu cái khu rừng, chúng ta không cảm thấy mỏi mệt, không cảm thấy trùng chân, nhưng mà trong cái bàn chân của mình nó chỉ cần bị kẹt một cái viên đá nhỏ thôi, hoặc một cái viên sỏi thôi, một cái hạt bụi lớn thôi, thì chúng ta càng bước nó sẽ càng đau. Quý vị đồng ý không? Càng bước nó càng thốt. Nhưng chúng ta sống cuộc đời á, bao nhiêu năm nó không quan trọng. Và mình sống hết lòng, mình sống hết mình hy sinh hết tất cả mọi thứ, nó không quan trọng. Mà chỉ cần người ta nói một câu nặng lời thôi, mình đẻ trong lòng mình á, là mình đá đổ hết tất cả, mình tự phụ hết tất cả, mình buông bỏ hết tất cả, thì tội nghiệp cho chính mình quá. Cho nên mình phải hiểu được những cái điều đó. Người ta nói gì thì thôi kệ người ta đi, người ta suy nghĩ cái gì thôi kệ người ta đi. Mình chỉ cần quán chiếu một câu thôi, nghĩ một điều thôi, chắc có lẽ người ta cũng đau khổ dữ lắm, cho nên người ta mới buông ra những cái lời nói nặng lòng như vậy. Đồng ý không quý vị? Thay vì đáng trách á, thì mình lại đáng thương. Thay vì giận hờn á, thì mình ôm họ vào lòng. Cho nên đứa con của mình á, nó càng hư hỏng, nó càng mà có nhiều cái lỗi lầm, nó càng nhiều cái sự ham muốn, nó có sự đua đòi, thì mình lại càng thương yêu nó nhiều hơn. Nó bước ra khỏi cái cổng, lấy cái xe ra là mình đã lo rồi. 9 giờ, 10 giờ mà nó chưa về tới nhà là mình đã phập phồng, mình lo rồi. Còn cái đứa mà nó ngon, nó hiền, mà nó dễ thương, mà nó nghe lời mình á, thì nó đi đâu nó đi mình cũng đâu có lo đâu, đúng không? Cho nên đó là cái tình cảm, cái tình yêu thương của người mẹ á, nó vĩ đại, nó thiêng liêng như vậy. Thì chúng ta trong cái chuyện tình cảm cá nhân của mình với bất kỳ ai cũng vậy. Mình có yêu thì mình cứ yêu thật lòng, yêu bằng cái tâm chân thật, yêu bằng cái sự vị tha, yêu bằng cái tâm mà có từ, có bi, có hỷ, có xả. Thì mình yêu như vậy rồi thì người ta có đối xử mình như thế nào đi nữa thì cũng chỉ là những điều thường tình của nhân thế mà thôi. Cho nên đừng nghĩ ai lợi dụng mình cả. Mình nghĩ người ta lợi dụng mình á, thì cuộc đời mình sẽ luôn sống trong hoài nghi. Đồng ý không quý vị? Cho nên quý vị nào mà càng tài giỏi, càng xinh đẹp, càng có nhiều tiền thì lại thường càng cô đơn. Bởi vì sao? Bởi vì không dám yêu ai hết. Mình yêu người ta một cái, người ta mở lòng ra một cái là mình cứ nghĩ người ta đến với mình vì nhan sắc. Mình mở lòng ra một cái là mình nghĩ người ta đến với mình vì cái công ty của mình, vì cái sự nghiệp của mình, vì tiền bạc của mình trong nhà bên. Mình người ta đến với mình một cái là mình nghĩ là chắc do cái học thức của mình, cái tài năng của mình, cái mà mình đang có. Và mình lúc nào cũng sống trong hoài nghi, và mình khép cái lòng mình lại luôn. Mình sống lúc nào cũng trong cái sự tủi thân buồn tủi, mặc dù mình có tất cả mọi thứ, nhưng mà lúc nào cũng không bao giờ thỏa lấp được cái nỗi buồn, cái tủi thân ở hiện tại. Cho nên nếu chúng ta không có khả năng sống mà hạnh phúc được một mình á, thì chúng ta cứ sống, cứ mở lòng, cứ yêu thương, kệ đi. Quan trọng là sống có hạnh phúc hay không. Chứ thành công đó mà không có hạnh phúc thì thành công kia cũng vô nghĩa mà thôi. Ví về già, đồng ý không? Cho nên tình ngỡ chết trong nhau, nhưng tình vẫn rộn ràng. Người ngỡ đã quên lâu, nhưng người vẫn bâng khuâng. Còn đó những kỷ niệm như ngày nào, lao vào đời mà kiếm cơm, lao vào đời tìm cơ hội. Những thành thị thường lấp lánh, còn đêm thành thị thì thường rất trơ trọi. Quý vị có khi nào đi qua downtown không? Mình đi qua thành phố không?
Buổi sáng đó nhộn nhịp vui vẻ, người qua kể lại. Nhưng mà đến khi chiều xuống một cái, hoặc là trời tối một cái, là chính cái nơi thành thị, cái đau thao đó là cái nơi vắng vẻ nhất. Ai rồi cũng về nhà hết, đâu có ai còn ở ngoài đó nữa đâu. Có còn đi nữa thì mấy anh chàng homeless mà thôi. Đi qua đi lại thôi. Mình nhìn cái cảnh đó mình thấy mình ngộ ra cuộc đời là như vậy. Mình hiểu được cái lẽ sống là như vậy. Cho nên cái ánh mắt ấy